Có lẽ mỗi con người sinh ra đều có nơi chốn của mình những kỷ niệm theo năm tháng như một dòng sông chảy ngược. Dòng sông cứ chảy theo thời gian, những kỷ niệm đã qua vẫn còn in đậm trên các khúc sông. Tri thức ngày xưa trở lại đây, ân tình sâu nặng của cô thầy, người mang ánh sáng soi đời trẻ, lái chuyến đò chiều sang bến đây, đò đến vinh quang nơi đất lạ. Cảm ơn người đã lái đò hay, ơn này trò mãi ghi trong dạ. Người đã giúp con vượt thác gành. Trên hàng mi, trên bờ môi và trong những kỷ niệm xưa. Thank you.
lời đầu tiên, cho phép em thay mặt ban tổ chức xin được gửi tới các thầy cô giáo, các vị đại biểu của các bạn học sinh lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa thầy cô và các bạn, hòa trong không khí cả nước chào mừng 79 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công và ngày quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Được sự đồng ý của ban giám hiệu nhà trường trung học cơ sở Trực Chính, những cựu học sinh khóa 1985-1994 rất vui mừng được đón các thầy cô giáo về dự buổi gặp mặt hội khóa và tri ân các thầy cô nhân kỷ niệm 30 năm ngày ra trường. Đến sự buổi gặp mặt hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt sự chào đón sự hiện diện của quý thầy cô. Xin trân trọng giới thiệu thầy Phạm Quang Thuấn, nguyên hiệu trưởng nhà trường. Xin trân trọng giới thiệu cô Hà Thu Khiếu, hội trưởng hội cựu giáo chức. Xin trân trọng giới thiệu cô Mai Thị Sen, giáo viên trường tiểu học. Xin trân trọng giới thiệu cô Lê Thị Kim Thoa. Xin trân trọng giới thiệu cô Trần Thị Lan. Xin trân trọng giới thiệu thầy Vũ Minh Tước. Xin trân trọng giới thiệu thầy Mai Xuân Kim. Xin trân trọng giới thiệu cô Nguyễn Thị Dung. Xin trân trọng giới thiệu cô Vũ Thị Nhâm. Xin trân trọng giới thiệu cô Đàm Thị Man. Xin trân trọng giới thiệu cô Phạm Thị Lý. Xin trân trọng giới thiệu cô Nguyễn Thị Quang. Xin trân trọng giới thiệu cô Vũ Thị Bình. Xin trân trọng giới thiệu cô Phạm Thị Huê. Xin trân trọng giới thiệu cô Trần Thị Hường. Xin trân trọng giới thiệu thầy Lê Văn Hóa. Xin trân trọng giới thiệu thầy Nguyễn Xuân Ninh. Xin trân trọng giới thiệu cô Nguyễn Thị Hoàng. Xin trân trọng giới thiệu cô Trịnh Thị Nguyệt. Xin trân trọng giới thiệu cô Bùi Thị Hải. Vâng, đến từ buổi gặp mặt hôm nay, ban tổ chức còn vinh dự được chào đón sự hiện diện của các thầy cô giáo đại diện cho ban giám hiệu trường trung học cơ sở Trực Chính. Xin trân trọng giới thiệu cô Nguyễn Thị Hương, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Trực Chính. Xin trân trọng giới thiệu thầy Trần Hải Đoàn, phó hiệu trưởng trường trung học cơ sở Trực Chính. Vâng, một lần nữa xin nhiệt liệt chào đón sự có mặt của các thầy cô và các bạn học sinh. Ban tổ chức cũng xin gửi lời chào trân trọng và cảm ơn chân thành tới toàn thể các bạn cựu học sinh khóa 85-94 đã có mặt đông đủ tại lễ kỷ niệm này. Xin được dành một tràng pháo tay nồng nhiệt chào đón sự hiện diện của quý thầy cô và các bạn. Vâng, xin cảm ơn. Kính thưa thầy cô và các bạn, sinh lão bệnh tử là quy luật của kiếp nhân sinh. Một số thầy cô vì tuổi cao bệnh trọng nên đã vĩnh viễn rời xa cõi trần. Ban tổ chức xin phép quý thầy cô và các bạn chúng ta đứng lên dành một phút tưởng nhớ đến người đã khuất. Phút tưởng nhớ bắt đầu. Kính mời thầy cô và các bạn an tọa. Kính thưa thầy cô và các bạn thân mến, hôm nay trong không khí vui tươi thắm đượm tình thầy trò, tình bạn bè, được sự đồng ý của ban giám hiệu nhà trường trung học cơ sở Trực Chính và cũng là tâm tư nguyện vọng của đông đảo các cựu học sinh niên khóa 85-94, ban tổ chức long trọng tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 30 năm ngày ra trường. Buổi gặp mặt là dịp để các cựu học sinh ôn lại quãng thời gian cùng nhau học tập, rèn luyện dưới mái trường thân yêu và chặng đường phấn đấu trưởng thành trong suốt 30 năm từ khi rời xa mái trường Trực Chính thân yêu này. Kính mời thầy cô và các bạn cùng nghe lại câu chuyện về những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua ca khúc Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác của nhạc sĩ An Thuyên do cựu học sinh Đinh Thanh Trang trình bày. Xin mời quý thầy cô cùng lắng nghe.
Quý thầy cô của bạn cùng thưởng thức. Lên nếu là hoa, tôi sẽ là một đoá hương dương. Nếu là mây, tôi sẽ là mây ấm. Là người, tôi sẽ chết cho quê hương. Chương trình sau đây, tiểu học sinh Mai Hải Đăng sẽ nên gửi tặng quý thầy cô và các bạn bài thơ Tôi sẽ về họp lớp nhé bạn ơi. Xin mời bạn Mai Hải Đăng. Tôi sẽ về họp lớp nhé bạn ơi, để ôn lại cái thời mình đi học. Nhà ở xa, mờ sương, xe lọc cọc. Trời mùa đông, buốt cóng cả vai gầy. Tôi sẽ về thăm lại những gốc cây. Thời xưa đã khắc tên đầy mấy đứa, khắc cả những ước mơ thời trai trẻ. 30 năm rồi ta trở về đây, cột mái trường xưa khi tuổi đã hao mòn. Ôi thầy cô và bạn bè thua ấy, xin một lần tay lại nắm chặt. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, thưa các bạn cựu học sinh trường cấp 1-2 trực chính khóa học 1985-1994. Trong bầu không khí vui tươi, phấn khởi, thắm đượm tình thầy trò, tình bạn sau bao năm, bao tháng ngày háo hức chờ mong, chúng em hội đồng môn trường cấp 1-2 trực chính khóa học 1985-1994 long trọng tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày ra trường. Đây là dịp để chúng em thăm lại mái trường, nơi ghi dấu bao kỷ niệm của thời tuổi thơ cắp sách tới trường. Và một lần nữa xin trân trọng kính mời thầy Phạm Quang Thuấn để lên chia sẻ và có những cái lời đại diện cho thầy cô để phát biểu cho chúng em những cái lời tâm sự và chia sẻ để là động lực cho chúng em tiếp bước để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Xin kính mời thầy. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các thầy cô giáo, các em cựu học sinh khóa 1985-1994 thân mến. Xin chúc các em cựu học sinh học trường trực chính xã quê mình 30 năm lại về đông đủ dưới mái trường xưa thắm nghĩa tình. Gặp mặt nhau đây dưới mái trường, vui mừng trường mới đàng hoàng hơn. Rặng bàng trước lớp lưu lòng nhớ, phượng đỏ còn vương buổi dỗi hờn.
Sau đây xin mời cô Nguyễn Thị Hương, hiệu trưởng trường trung học cơ sở, sẽ lên có đôi lời chia sẻ và góp ý để cho hội khóa chúng em tiến bộ hơn cho những lần học khóa lần sau. Xin mời cô Hương lên sân khấu. Kính thưa các vị đại biểu, các thầy cô, thưa các anh chị cựu học sinh thân mến, chúng tôi thực sự xúc động khi nghe tin các anh chị hội đồng môn khóa 8594 đã chọn trường trung học cơ sở Trực Chính thân yêu làm địa điểm tổ chức buổi lễ kỷ niệm đầy ý nghĩa này. Sau 30 năm rời ghế trường trung học cơ sở, ngôi trường đã có nhiều thay đổi, nhưng tình cảm, nỗi nhớ mái trường, thầy cô và bạn bè vẫn xa xiết. Chính vì vậy, các anh chị khóa 8594 vẫn giữ trọn lời ước hẹn ngày trở về, để giờ đây các anh chị đã về bên thầy cô, bên bạn bè để cùng chung vui niềm vui gặp mặt, ôn lại những kỷ niệm của thời học trò đã xa. Điều đó làm cho chúng tôi vô cùng xúc động, tự hào và trân trọng tình cảm của các anh chị hội đồng môn khóa 8594. Thay mặt cho nhà trường, tôi xin trân trọng đón nhận và cảm ơn tình cảm, sự quan tâm đặc biệt mà các anh chị hội đồng môn khóa 8594 đã dành cho nhà trường và các thầy cô hôm nay. Có hẹn với thanh xuân, Dương Huyền báo hẹn với thanh xuân, hội tụ về quê buổi quốc tuần. Trường cũ mến yêu người Trực Chính, bình thành làng mới rạng thanh tân. 30 năm ấy ngày tao ngộ, trăm tháng ngàn ngày nguyện báo ân. Chương trình thì cô Đàm Thị Man cũng có bài thơ để gửi tặng các thầy cô giáo cùng các em học sinh thân yêu của cô. Xin mời cô Man ạ. Gió thu nhẹ nhẹ sân trường, đàn chim sẻ cánh muôn phương tháng ngày. Hôm nay hội tụ về đây mái trường yêu dấu những ngày tuổi thơ. Từ trong làn gió nhẹ đưa tiếng thầy cô giảng bài xưa vọng về. Tiếng cười lô của bạn bè trống trường như gọi ta về miền xưa. Tôi thay mặt hội cựu giáo chức xin chân thành cảm ơn tấm lòng tri ân của các em và chúc em mạnh khỏe và luôn thành đạt. Trở về đây thăm mái trường xưa khi tuổi đã hao gầy. Ôi thầy cô và bạn bè thuở ấy, xin một lần tay lại nắm chặt tay. Góc phường già vẽ hát khúc mê say, cây bàng xanh đã bao mùa thay lá, nhưng chuyến đò chờ thời gian vội vã. Xin một lần thăm lại bến sông xưa, xin một lần về lại tuổi ngây thơ, ánh mắt bâng khuâng giữa sân trường đầy hoa nắng. Năm tháng gian nan nghĩa tình sâu nặng, ơn thầy cô theo ta suốt một đời. 30 năm rồi bạn bè ta ơi, những cánh chim non bay đi khắp phương trời, về ngồi bên nhau khi tóc đã điểm bạc, rưng rưng nhớ về trang lưu bút ngày xưa. 30 năm rồi ơi bạn bè ơi, giây phút bên nhau ngàn lời muốn nói, mai xa rồi con tim vẫn gọi. Mái trường xưa ơi, yêu dấu suốt một đời. Ba mươi năm rồi trở về đây thăm mái trường xưa khi tuổi đã hao gầy.
ôi thầy cô và bạn bè thuở ấy, xin một lần tay lại nắm chặt tay. Góc phường già vẽ hát khúc mê say, cây bàng xanh đã bao mùa thay lá, những chuyến đò chờ thời gian vội vã, xin một lần thăm lại bến sông xưa, xin một lần về lại tuổi ngây thơ, ánh mắt bâng khuâng giữa sân trường đầy hoa nắng, năm tháng gian nan nghĩa tình sâu nặng, ơn thầy cô theo ta suốt một đời. 30 năm rồi bạn bè ta ơi, những cánh chim non bay đi khắp phương trời, về ngồi bên nhau khi tóc đã điểm bạc, dưng dưng nhớ về trang lưu bút ngày xưa. 30 năm rồi ơi bạn bè ơi, giây phút bên nhau ngàn lời muốn nói, mai xa rồi con tim vẫn gọi, mái trường xưa ơi yêu dấu suốt một đời, mái trường xưa ơi yêu dấu suốt một đời.